những trích dẫn hay nhất trong Ngôi Thứ Nhất Số Ít của Haruki Murakami. Thế giới thì trôi đi, nhưng câu chuyện sẽ lưu giữ lại cảnh tượng. Mời bạn đọc bước vào những lát cắt thế giới quan của Murakami trong tập truyện ngắn mới nhất của ông, Ngôi Thứ Nhất Số Ít. Với 8 truyện ngắn, tất cả đều được viết dưới Ngôi Thứ Nhất Số Ít, Murakami đã sáng tạo nên những câu chuyện đặc sắc, muôn màu muôn vẻ về cuộc sống. Sau đây là 10 trích dẫn hay từ cuốn sách Ngôi Thứ Nhất Số Ít. 1. Đôi lúc, một cái tên thôi cũng có thể khiến trái tim người khác rung động mạnh mẽ. 2. Yêu một người giống như mắc một căn bệnh tâm thần không được bảo hiểm y tế. Cô nói, giọng bình thản như thể đọc chữ viết trên tường. 3. Chúng tôi giống như hai đường thẳng giao nhau, gặp nhau một lần tại một điểm rồi cứ thế xa mãi. 4. Cứ mỗi một giây, cơ thể của chúng ta lại tiến gần hơn tới sự hủy diệt, không bao giờ có thể quay lại. 5. Ngay cả ký ức cũng không phải là thứ đáng tin cậy. Liệu ai dám khẳng định rằng thực sự đã có chuyện xảy ra với chúng ta khi ấy? 6. Trên đời này chẳng có thứ gì giá trị mà lại có được dễ dàng. 7. Tất cả chúng ta, ai cũng sống với một chiếc mặt nạ, không ít thì nhiều. Vì chẳng thể nào sống được trong thế giới tàn khốc này mà không có mặt nạ. 8. Hạnh phúc suy cho cùng chỉ mang tính tương đối thôi, không phải sao? 9. Trong suy nghĩ của tôi, tình yêu là nhiên liệu không thể thiếu để ta duy trì sự sống. Có thể một ngày, tình yêu đó sẽ kết thúc, hoặc không thể đơm hoa kết trái. Nhưng cho dù tình yêu có mất đi, không đạt được như ước nguyện, thì ta vẫn có thể giữ gìn nguyên vẹn ký ức rằng bản thân đã từng yêu ai đó, từng phải lòng ai đó. 10. Ký ức dù có sống động đến mấy cũng khó mà thắng được sức mạnh của thời gian. Cuốn sách Ngôi Thứ Nhất Số Ít đã được phát hành và có mặt tại các hiệu sách trên toàn quốc. Nếu thấy video này thú vị, hãy nhớ subscribe Nhã Nam để đón xem những video tiếp theo nhé.